Trời ơi, cho anh theo với. Cho anh theo với. Đi với. Các bà là biết veng veng này. Ôi giời, gặp toàn fan hâm mộ có veng veng. Ôi, các bà đi đâu đây? Đi chợ tình à? Ôi giời, con chào bà nhá. Bà ở đâu đây? Yên Bái. Ôi giời, Yên Bái cùng quê với con rồi. Cặp đúng đồng hương. Và con ở Văn Yên, Yên Bái đây. Ở Mậu Đông, con cảm ơn bà nhá. Chúc các bà đi chơi vui vẻ nhá. Vâng, con chào bà nhá. Chào nhá. Xong lại xấu hổ này. Này. Hello, nhỏ dông à. Nhỏ dông à. Này, bạn trai đâu? Bạn kia à? Hả? Bạn của em à? Sao đấy, hả? Bạn đâu? Người yêu đây à? Không phải à? Thế thì em mới quen nhau thôi à? Ô, xí hổ à? Không phải xí hổ đâu. Các bạn fan đang ở chỗ này, có hai bạn này mặc quần áo đẹp thế. Bạn ơi, em ở đâu đấy? Em ở đâu? Hả? Ở đâu tới à? Ở Mèo Vạc à? Ồ, đi chơi chợ tình với ai đây? Cho đi với. Đấy. Chào em nhá. Em bán quần áo đây à? Cùng ai? Mợ bán à? Ồ nhè. Bây giờ anh rủ em đi chơi được không? Sao thế? Phải bán quần áo à? Ồ, quần áo em đẹp nhờ. Đấy, xinh thế này mà không được đi cùng. Rồi. Không có người yêu. Nhưng mà chị có cái này đẹp nhờ. Cái chị đang đội trên đầu gọi là gì à? Mũ. Mũ này bao nhiêu tiền đấy chị? Cả bộ đi chị. Cả bộ là bao nhiêu tiền à? 6 triệu cả bộ này à? Vâng. À thế à? Đây có... Mà cháu của chị bao nhiêu tuổi rồi? 14 tuổi. 14 tuổi à? Đang cho đi chơi chợ tình không cho đi theo. Hả? Không dám đi. Nhưng em hỏi thật là chợ tình mà mình nếu mà mình quen mình có được vỗ mông không? Có. Có được đúng không? Thế chị cho em vỗ mông chị cái được không? Sao chị bảo được vỗ mông mà? Hả? Ô, vỗ mông thôi mà. Thử vỗ một cái rồi. Xong rồi em lại cho chị vỗ của em. Đó. Hả? Được không? Thế này cho anh vỗ mông của em được không? Hả? Thì mọi người bảo được mà. Hả? Anh mua hết quần áo cho em luôn. Nhất ký luôn. Ok luôn. Đây anh cho vỗ anh mông anh trước này. Đây vỗ đi. Anh ok vỗ. Thế là không được hả chị? Không cho vỗ mông. Thôi không chiều chị nữa. Đi tìm bà khác vỗ mông. Đây các bác. Ý, cái đoạn này. Đây, vẫn mấy bạn vừa rồi này. Chào nhá. Mấy bọn bạn này là đi ở đâu là rực rỡ đấy. Thế có người yêu gì chưa? Hả? Chưa có người yêu á? Cho phen phen đi cùng được không? Hả? Này. Này quen nhau thì mới được vỗ mông đúng không? Không. Hỏi thật luôn. Thì thấy các bác người già bảo là đi chợ tình là nếu mà biết nhau rồi là được vỗ mông đúng không? Hả? Phải không? Các bạn ấy không biết nói tiếng Kinh. À thế à? Ở đâu? Ra phiên dịch cho anh. Ở biết mà, bạn này biết mà. Bạn này ở Mèo Vạc đúng không? Ngoài kia đúng không? Đấy. Đấy, trang phục rất là đẹp luôn. Cho đi, nhưng mà hỏi thật là có chồng chưa? Có gia đình gì chưa? Chưa có. Đi cho đi cùng Phen được không? Đi dẫn đi chơi chợ thôi. Hết, cái này hết bao nhiêu tiền Phen mời nhá. Được không? Cho Phen mời đi. Đấy, mình mời đi chợ tình. Bao nhiêu tiền chị? 15.000 à? Ồ. À, thịt. Phen mời. Trời. Xia. À, tiếng à, người nói tiếng Trung Quốc à, xia. Đấy là mình quen nhau đấy. Ôi dồi ôi, nhiều tiền đây à. Bà chú à, lao bản à, đây hai chọc này. Ok à, ta muốn ăn gì nữa cho Phen đi cùng với, tao đi chợ cô cùng với. Phen nói thật là Phen chưa có gì cả, chưa người yêu gì cả, chưa gì hết. Xinh nhờ. Thế buổi tối có ở đây không? Có à? Thì tối là gặp là vú mông nhá. Bây giờ ngại không vô được. Chào nhá. Đây, cho vỗ thử cái nhá. Ai vỗ mông veng veng này. Ê, vỗ đi.
À giờ ông đúng rồi, tôi đầu tư hẳn 15.000 cho ông. Đây 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 bé này. Đây, tôi thích bé này. Gặp từ trên kia. Này bé ơi, bé ơi, bé ơi. Cho anh gặp bé đi, nói chuyện một tí. Bé đi chơi một mình đúng không? Anh thấy chơi một mình đúng không? Hả? Hả? Cho anh đi chơi với được không? Cho đi chơi với nhá. Ôi giời ơi, có chồng à? Có chồng. Thế chồng đâu? Chồng đi về. Chồng đi về à? Thế này. Chồng đi về thế còn mình cứ đi chơi này. Thế không sợ người khác vỗ mông mình à? Hả? Không á? Thế vỗ có được không? Thế em không vỗ mông thì để anh vỗ mông em nhá. Hả? Đấy đây này, mình vẫn phải đi theo mấy bạn này, đi này này mấy bạn rực rỡ quá. Này. Này. Cho này Phen bảo này. Này, cho vỗ mông Phen Phen. Đây vỗ đi này. Đây vỗ vỗ. Vỗ đi, giời ơi vỗ đi. Vỗ vỗ. Thế cái vỗ bông bụp. Nhưng mà Phen chưa đủ bản lĩnh giống AR. AR thì vỗ ác hơn. Bọn em là đi xe máy về đây à? Yeah. Sao em không mặc giống như hai bạn đây này, đẹp. À. Put tùng put tùng ha. Put tùng ha. Put tùng ha. Put tùng vô mông ha. Mời 2, 3 cười nào. Cười xinh thế nhở? 2, 3. Mấy bé có người yêu chưa? Có chưa? Có rồi á. Người yêu em đâu? Đi bộ đội. Đi bộ đội rồi á. Thế không ở nhà. Thế còn bé? Có chưa? Bé có người yêu chưa? Chippo à? Có Chippo Hải Lùng cho chi à? Hả? em đi với ai? Em đi chơi với ai? Không biết là a giờ đâu, phiên dịch cho anh. Hả? Ê, cần lấy từ mồ. Hả? Cần lấy từ mồ. Cần lấy từ tôi xin nó. Đó là mới gì nó. Đi cùng với người yêu. Người yêu em đâu? Đi chơi chỗ khác. Đi chơi chỗ khác à? Thế mỗi người một nơi à? Thế thì chán nhỉ. Rồi thế thôi nhá, chơi đi nhá. Chứ này, có người yêu này thì không biết trêu kiểu gì rồi. Ui dồi ôi, mấy chị này có cái quần áo đẹp nhỉ. Em chào các chị nhá. Chào mấy anh nhá. Em lên YouTube ta. Ồ, lên YouTube mà. Nhưng mà chị có cái mũ hay nhỉ, hai chị. Mũ này là của các chị người Mông nhưng mà ít gặp nhỉ. Các chị ở tận đâu à? Giá. Đây các bác. Đây là hai đôi vợ chồng. Ở đây là đây hai, nhưng mà mang hàng xách tay theo. Đây là hai anh này đây, một cặp nhưng mà đẹp lắm. Chị ở ngoài Mèo Vạc này luôn hả chị? Vâng, nhưng mà mũ này là chị mua ở tận đâu về à? Đặt trên mạng rồi thôi. À thế à, chị đi cùng với chồng à hay người yêu? Chồng thôi. Thế bảo chồng đi chơi chỗ khác đi để mình đi tự mình cho mình đi chơi chứ, cứ đi theo mình như này thì không. Đây có một đôi. Đấy, mặc quần áo nó đặc biệt sặc sỡ một chút các bác này. À. Xa á? Thế à? Thế chồng em đâu? Chồng em đi về. Đi về rồi á? À? Thế bỏ rơi mình ở đây à? Em bảo chồng về trước. À để còn đâu mình đi tìm bạn của mình à? đi tìm lại bạn của ngày xưa à? Hả? Không. Bạn em có không? Chồng bảo là đi về trước, chồng cũng đi về á? À? Hay là chồng còn đi tìm bạn gái của em chồng rồi? Là chồng về xong quần áo ra đây em thay để tối nay em cũng ở đây ấy. À thế à, chứ không phải là bảo chồng đi về còn đâu để mình đi tìm người yêu à? Thế à, đứng đây nắng mà. Đứng đây nắng. Tìm chỗ nào nó mát đứng. Đấy, bé này rất là xinh nhá. Rồi. Đây, anh cho cái mũ luôn. Cầm đi này. Hả? Đội cho đỡ nắng. Rồi. Hả? Đây các bác. Rồi bye bye em nhá, anh đi lên trên chỗ miếu ông miếu bà nhá. Đi đâu đây? Cho anh đi với được không? Cho Phen Phen đi với. Không cho theo à? Ô chị. Đây một đôi bé này đây. À, bảo là mới yêu nhau được có 1 năm các bác. Em, không có bạn gái à? Có. Đâu, bạn gái đâu? Hả? Chưa tìm thấy à? Có người yêu chưa? Tìm được chưa? Không biết là Chippo 2 à? Ô, có chưa? Mấy thanh niên này có chưa? Có gì? Có người yêu chưa? Chưa anh ạ. Chưa tìm thấy à? Vâng. Đây. Xông thẳng phi thẳng luôn. Đi. Áo đại bàng với đầu lâu xương chéo này thì làm sao mà có được. Đây gọi bé. Ô giời ơi. Chụp ảnh nào. Đây.
Chào nhá. Chưa đang chụp ảnh à? Cho anh chụp chung với được không? AR chụp chung với. Đấy. Đi chơi với ai? Em đi chơi với ai đấy? Anh đi chơi với ai đấy? Nào chụp ảnh nào. Cầm hai luôn. Cầm hai luôn. Nào một. Nào bỏ khẩu trang ra đi. Bỏ khẩu trang cho đẹp đi. Nào. Nào 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 nào. AR đẹp chưa? Được rồi. Nào hai. À đấy đó khẩu trang đúng không? Mẹ phải không? À đúng rồi, đúng rồi, bỏ ra để chụp ảnh đó. Mẹ. Hả? Nào. À, khẩu trang, khẩu trang, khẩu trang. Mẹ à, nỉ không? Nỉ à? À. Nào hả? Nào. Nhanh 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 nhanh. Thế à? Hỏi hỏi mẹ à? Đây là mẹ à? Con gái đấy à? Minh Sai à? Minh Sai có người yêu chưa? Bảo xin mẹ là cho vô mông được không? Được không? Được à? Xin đây vô mông đi xin đó. Em có bạn trai chưa? Có người yêu gì chưa? Chưa có à? Thế à, đã tìm được bạn nào chưa? Hả? Đấy mẹ thì cổ vũ nhiệt tình là lấy đây đây đây, mày như tao ngày xưa ấy. Hai chị em à? Hai chị em à? Đây. Nó nhờ kinh dầu bây giờ. Bạn này xấu hơn bạn này. Đây là ở trên miếu. Ui, chị này, bạn này có bộ trang phục đẹp thế nhỉ? Em ơi, cho anh xin chụp cái ảnh được không? Em có trang phục đặc biệt cho anh chụp ảnh. Ha, đấy, xấu hổ quá. Ôi, đấy các bác cầm tay luôn đây. Cho anh chụp cái ảnh, cho anh chụp cái. Xin chụp cái ảnh nào, xin chụp cái ảnh thôi. À rồi. Đấy, rất là xinh gái các bác mà mặc những cái trang phục này. Đây là miếu ông hay miếu bà bên này? Bên này đây là miếu bà hay là ừ, đi lên trên vào trong này trước đi, xong là mình đi lên trên. À, đưa các bác đi vào này trong này chơi. Thực ra các bác fan cũng chưa vào trong này nhiều. Các anh chỉ đi ở bên ngoài vòng vành ở bên chỗ Đồng Văn Mèo Vạc thôi, vùng lõi thôi. Ở bên này thì các anh ít vào hơn. Bé này cũng rất là xinh này. Hỏi nhà các em ấy ở xa không ạ? À? À giờ. Nhà ở Cán Chu Phìn. Cán Chu Phìn à? Ừ. Đấy, cách đây khoảng 10 mấy cây. Mười mấy cây nhỉ. Ở trong này mát lắm các bác. Đây có một bạn ấy mặc quần áo rất là đẹp. Đói. Này là trang phục kiểu giống người Mông trắng nha. Em mà còn xấu hổ em. Cho anh chụp ảnh với em đi. Hả? Xinh gái thì người ta mới muốn chụp chứ. Không xinh thì người ta đâu muốn chụp. Hả? Em còn đi học không? À thế à? Em đi làm chưa? À đi làm ở đâu? Ở Bắc Linh à? Mới về à? À chợ tình thì mình mới về đây đúng không? Anh hỏi em có bạn đi cùng chơi chưa? Đi bạn trai chưa? Chưa có người yêu à? Nhưng mà đi làm Bắc Linh thì chắc có người yêu Bắc Linh rồi chứ? Chưa có à? Anh cũng chưa có. Cho anh dẫn em đi chơi trong này nhá. Đi. Anh. Đấy các bác. Trời các bác thích chưa? Trời ơi. Đấy nha. Chào thôi. Chào AZ nhá. Bye bye nha. Đấy. Đấy, phèn đây được cầm đi chơi đấy các bác ấy. Như này ma gà ở nhà buồn lắm, ước đấy các bác nhìn đấy, nó rực rỡ này nhìn đấy. À, em đi làm Bắc Linh thì là có hay về không? Bao nhiêu lâu thì về? À một tháng hai tháng thì về à? Nhà em ở gần đây không? Ở xa à? Đó các bác hẹn được một cô. Dạ vâng, ôi giời ơi, thấy chưa, được chưa? Dạ. Bây giờ Châu nhà mình rồi dắt về thôi. Thấy chị, các chị thấy em có đẹp đôi không? Đẹp không? Hả? Đẹp quá à? Đấy các bác. Đấy các bác đi cho tình rồi đấy. Phải có tình. Phải em bây giờ đã... Như này mà không, thực ra là vừa mới quen ở kia thật. Nhưng mà rất thích bạn này. Thế là bye bye nhá. Chào nhá. Đi. Chắc chắn là sẽ kéo về rồi. À thế à? Nhưng mà phải quen nhau nữa. Nhưng mà em hỏi chút là nếu mà quen nhau rồi tối thì được vỗ mông không?
Chị máu lửa thế nhỉ? À, này, đây là em hỏi đây là miếu ông hay miếu bà đây ạ? Miếu ông. Ở ngoài kia là miếu bà. Dạ. À, buổi chiều thì là có lễ cầu cầu duyên ở đấy. Tối à? Chiều nay là dâng lễ. Chiều nay là dâng lễ à? Đấy. Phàng, ở đây là công đức ạ? À, phòng công đức. Đấy, em hỏi thế là mình được công đức bao nhiêu? Ờ, miếu ông miếu bà. Thế cho em công đức nhá. Đây, cho công đức xong rồi cầu nhá. À, công đức xong rồi cầu à? Đây, đúng rồi. Ôi. Cầu thì mới giữ được. Cầu à, cầu mới giữ được à? Ok rồi, cậu cho em 200 đi. Mỗi miếu 100. Được không ạ? 200 để phải mang cho mình kia. À thế à, thế cho em cầu ở bên này 100 nhá. Không có tiền bù đâu. Dạ vâng. Đó. 100 được. Thấy mình phải đi cầu riêng các bác. À. Ôi, đi về đây, về đây. Cầu, đi về đây với anh. Cầu duyên là có duyên mà. Giữ hồ bàn nó không anh? À, không. Không là em nó lại chạy mất đi. À, trời ơi, thế thì em là gì đấy? Em là Phèng Phèng. Dạ vâng. Dạ, Phèng thật mà. Chị cứ ghi Phèng Phèng là được. Phèng hay là Phang? Phèng, ôi chị. Dạ, em là Phèng Phèng. Đấy. Em không được chạy đúng nha, không chạy, cấm được chạy nha, biết nha. Rồi, rồi bắt chặt này không chạy mất. Ủ chị viết đẹp thế nhở? Chắc là chị cũng là cô giáo ạ. Chuyên viết giấy khen cho các em à? À, em à, ở thành phố Hà Giang ạ. Dạ vâng ạ. Giai Tân, chưa có gì hết. Dạ. Cầu duyên à? Thế là về đây là mọi người là muốn cầu duyên ở đây đúng không ạ? Đúng rồi, cầu dạ. Là được luôn. Ủa, thế à? Thế rực rỡ quá rồi. Em chuẩn bị tinh thần đấy nhá. Chuẩn bị dọn ba lô hành lý về nhà anh nhá. Anh mà kéo đừng có mà chạy. Anh. Em mà điện thoại nhá. Dạ. Xong là nếu mà có gì, có rượu, có biết gì. Em tưởng em tưởng là kéo trượt đến. Em tưởng là kéo trượt bà này đến kéo chị. Không, kéo kiểu gì cho nó không trượt dạ. Chứ. Dạ. Gì em không trượt chứ. Kéo trượt em này không về kéo chị dạ. Nữa, chuyện gì nữa dạ. Ừ, cái này là ghi ấy thôi phải không chị? Em cầm về làm kỷ niệm. Ừ, dạ à, vâng à, à, cầm anh Toàn cầm tranh thế này bây giờ ra xin ấy à, à cầu, cầu đây à dạ vâng. Ôi cả cái em à thôi. Nhưng mà anh bảo này cầu là một phát là về tận nhà anh luôn đấy nhá. Nào ra đây. Ô thế nào đi hả? chưa chuẩn bị sẵn tinh thần à hả? Thế thôi được rồi. À, thế đợi anh một chút nhá, anh đi ra cầu một mình vậy. Anh cầu em. Anh mà đã đi cầu thì em có chạy cũng không có rồi anh ra cầu. Tối á? À? Vâng, tại vì em cũng chưa có người đi cầu cùng anh. Ô thế à? Ôi rồi thế. Đi bạn gái này. À, không sợ bạn trai thôi, sợ bạn trai của em ấy. Thật à? Thế à? Thế thì thế từ từ đã cầu bà kia trước đã xong rồi tối cầu bà lái sau. Dạ. Dạ. Phèng ra xem cầu duyên này. À, thầy ơi, con có cầu một mình được không thầy? Cầu duyên à thầy? Nhưng mà ngoài cầu duyên thì còn cầu gì được không thầy? À thế thầy cho con cầu tài đi. Đó. Con xin cầu tài đi. À đây là con phải ấy để ở đây à thầy? Phải không ạ? Vâng. Ok. Để bao nhiêu hả thầy? Tùy. Tùy ạ. À. Con bây giờ xin phép thầy con không còn. Tiền ấy con để hai chục đây nhá. À, vâng. Con xin cầu tài cầu lộc đi. Đi lấy cho hai người đi. Lấy cho hai người ạ? À? Vâng. Đây con đây rồi ạ? À? Vâng vâng. Đi đeo cho bạn gái đi. Đeo bạn gái. Ôi dồi ôi, không cái này không được. Con cầu tài thôi. Vâng, con cầu tài thôi. Cứ có tài lộc là được. Dạ. Đeo nhưng mà đeo vào đến lúc không đeo thì đến không đeo được bao vào vâng. Con cầm vâng. Vâng. Dạ vâng. Này là được rồi đúng không thầy? Vâng, vâng, vâng. Cầu như này là xong rồi. Vâng. Thầy phải cầu cho con chứ. Vâng. Thầy phải cầu đi. Ui dồi ôi. Dùng hết mình các bác ạ. Thôi. Cảm ơn thầy nhá. Bà kia chạy mất rồi. Nhưng mà bạn này đây này, bạn này mới sinh này các bác. Thật,
Thôi đi. Thật luôn, xinh xinh lung linh tuyệt vời luôn. Chào người đẹp nhá. Đi. Đi cầu như thế này dạ. Về mấy cô thì hay là về mấy cô làm nào? Chị tối chị ẩn nấp ở đâu rồi em đến kéo chị. Giả vờ đúng không chị? Nói chuyện chị sẽ nấp ở đằng sau. Ồ thế à. Thế chị cứ nú kỹ ở đấy nhá, đừng chạy đi đâu nhá. Rồi Phen đi tìm lại cái bà mà Phen vừa để chạy trốn. Đây không biết ở trong này có gì nhưng mà Phen đã mua được rồi. À, cầu Phen cầu tài thôi. Đấy. Phen sẽ để cái này trong ví của Phen. Đó. Ai à, đây có Thỏ Ngọc. Chào em nhá. Đi đâu đây? Đi chơi với ai? Đi một mình á? À? Đi với bạn. À thế là anh mời em đi uống nước được không? Hả? Uống nước ở trên này này. Hả? Còn hai bạn với. Hai bạn nữa đâu? Đây. À đây à? Ờ thế à. Bây giờ em đi đâu đây? Lên trên chợ tin trên trên kia à? Ờ thế tí nữa gặp nhau nhá. Ờ chào nhá. Ôi dồi, các bác đấy xinh chưa? Úi giời ơi. À, buổi chiều Phen sẽ quay tiếp cho các bác về cái phần lễ hội có các trò chơi giao duyên. Video này của Phen là đi tìm các người đẹp quay cho các bác xem. Đấy là các bác quay cái khu vực mà chợ tình cho bác xem. Video này đến đây cũng xin được kết thúc. Phen xin chào các bác. Hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo trên kênh của Phen nhá.